Hello, em xin chào mấy anh mấy bác mấy chú nha. Thì hôm nay em có số máy tiếp tục nè anh em. Thì những cái đợt hàng ở trước em đã bán hết nha anh em. Em đóng hết rồi nhưng mà anh em chuyển khoản á, nhưng mà em bị xe hư cho nên nằm đường mà nằm ở Bình Dương cho nên em về không được, cho nên em gửi anh em đồ hơi chậm chút xíu, anh em thông cảm giúp em nha. Nhưng mà hiện nay là em đã gửi hôm qua rồi hết trơn rồi nha anh em. Rồi mong anh em hết lòng thông cảm giúp em nha. Thì em xin cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi thì hôm nay em sẽ giới thiệu đồ luôn ha. Thì phần đó là phần anh em, mong anh em thông cảm giúp em. Còn hôm nay thì em sẽ quay lại số đồ cho anh em xem ha. Thì hôm nay em có hút bụi nè, tỉa cỏ này hình như còn rất là mới nha anh em, còn cái mỏ ấy luôn ha. Cái cỏ này như chưa xài mua tôi còn rất đẹp, thả tháo vệ sinh gọi luôn ha. Với em còn cái mỏ lết ha, mỏ lết với cái này là cây Hitachi 9.6 nè, cái này cây Ryobi 14.4 nè. Thì cái này em chưa vệ sinh nha, em chưa đụng chạm nè, em mua về em thử rồi thấy ok thì em đem ra em bán cho anh em ha. Thì anh em nào có nhu cầu thì alo giúp em, số điện thoại của em là 0366093247 ha. Thì số điện thoại em cũng có để trên màn hình ha. Rồi em xin cảm ơn anh em rất nhiều nha. Thì rồi giờ bước đầu tiên ha, thì em sẽ giới thiệu từng con trước từng con máy nha anh em. Mình đây là cái tỉa cây cưa kiếm 18V không chổi than ha anh em. Rồi bây giờ thì em giới thiệu qua con tỉa cỏ trước đi. Đây là dưới cỏ này, tỉa cỏ này nó còn rất là mới nha anh em. Đây để em dời cái hàng qua đây xíu. Pin tròn nè, nó pin tròn cái này của Makita ha. Thì em đã câu 20 giây nè đó. Thì anh em nào có nhu cầu đóng pin thì cứ alo cho em ha. Thì đóng pin em sẽ đóng pin cho luôn ha. Bây giờ em sẽ lấy pin em thử trước ha. Thì cái tỉa cỏ này anh em nó không cần cộng trừ, anh em kẹp đúng thì chạy xuôi, còn anh em kẹp ngược thì chạy ngược thôi anh em, chứ nó không có sao cho nhanh anh em. Rồi thì em để pin ha. Rồi nào, cái mỏ nhìn không kịp, tôi nó quơ á. Con này là 12.000 vòng cái gì anh em, con này là 1.000 vòng. Con này nó có tính chất nó có 7.2 thôi anh em. Rồi rút pin ra tại vì nó dưới dây. Thì con này là thân máy gió pin nha anh em. Thì nè, coi lưỡi nè, này là có hai chiều ha. Mình nhận cái này xuống nè, mình nhận cái này xuống, mình quay cái này qua là mình tháo lưỡi ha. Ở đây là với lại á, là cái này là nó có đầu chỉnh ha anh em, chỉnh cỡ nha. Thì mình kéo lên là tất nhiên là cọp mình cắt cỏ sát nè, thấy không? Còn mình chỉnh xuống là cái lát cỏ hở ha. Thì theo anh em chỉnh ha, không chỉnh mức đào chỉnh ha, đó, thấy không? Thì con này còn hình như là rất là đẹp, nhưng có cái để ngoài bãi hơi lâu thôi nè, nó hơi dính vàng vàng này xíu nè, thấy không? Nó với bãi gớt đồ hơi chạy xíu nè, rồi, đó ha. Thì thân máy vỏ pin là em bán là 350 nha anh em, thì coi như là con số 1 nha anh em. Con này còn rất đẹp nha, nó còn cái ấy luôn ha. Không, con này hơi bị chuẩn luôn anh em. Anh em về tỉa cỏ làm vườn đồ, làm cây kiểng đồ là ok luôn nha anh em, rất là gọn nhẹ dễ nha anh em. Mấy chú rồi lớn lớn tuổi rồi nó cầm cũng rất là nhẹ tay nha anh em. Thì cũng rất là tiện cho anh em ha. Với lại nó cũng rẻ nữa cho nên mình dễ xài ha anh em. Thì em sẽ bán số 1 là 350 nha anh em. Thân máy gió pin nha. 550k nè. Thân máy gió pin nha anh em. Anh em muốn đóng pin cứ alo giúp em ha. Đóng pin Samsung thì em sẽ để pin Samsung cho ha. Thì chừng nào đóng pin thì cứ alo cho em báo giá luôn ha. Rồi con số 1 350 em cho qua bên nha anh em. Thì hôm nay em có số đồ đi nha anh em, có mấy con thôi. Thì em có hai cục pin 15.6 nha anh em. Nè. Pin này còn rất là đẹp nha anh em. Này anh em đem về sạc không chừng nó sống á, sống có xài được luôn á. Nhưng mà em nghĩ là pin này thì anh em chỉ cần lấy cái vỏ thôi ha, chứ nếu mà anh em xài thì nó cũng không được nhiều dít đâu. Rồi thì này là thường thường cái phan cũng có nè, phan loại phan ba chức năng rồi đó anh em. Thì pin này thì cũng không có gì giới thiệu nhiều, thì em sẽ giới thiệu nhanh ha, để đỡ mất thời gian của anh em ha. Rồi thì giới thiệu nhanh xíu tại những cái này nó không có gì để nhiều giới thiệu ha. Rồi thì em sẽ ghi là con số 2 ha. Số 2 là 100.000 một cục nha anh em, 100k cái vỏ gì ha. Đó, còn cái vỏ còn rất là đẹp nha anh em. Đây này em chưa rửa chưa gì hết trơn nha, còn rất là đẹp. Nói chung cái vỏ còn rất đẹp, cái 100.000 ha.
Rồi em cho qua hai cái vỏ 15-16 của Nati nha anh em, dòng Nati Unan á. Rồi 15-16 ha, anh em nào xài máy này nhìn cái vỏ biết liền ha. Rồi 15-16. Rồi em sẽ giới thiệu con này. Thì em nó đóng cục pin này là pin đi pin Samsung nha anh em. Pin Samsung thì em sẽ bảo hành là 6 tháng nha anh em. Đó. Này em chưa dán tem ở ngoài ha, nhưng mà bên trong em mới dán tem bảo hành rồi ha. Thì em đã ghi ngày trước, em sẽ trừ hao trước là 3 ngày trong thời gian qua tới anh em ha. Thì em sẽ trừ hao trước là 3 ngày. Đôi khi em quên thì chứ nếu em nhớ là em để vô là trừ hao trước anh em 3 ngày đàng hoàng ha. Đừng cho khi mà gửi tới anh em thì là vừa đúng ngày bảo hành nha anh em. Cứ gửi đâu có xài đâu ngoài ha. Thì ngày nào thì em cũng làm gì thôi chứ 1-2 ngày mà nhầm nhò gì. Rồi. Con này em đã vệ sinh rồi, nhớt nha em vô đầy đủ chân ha anh em. Cái này này hơi chóc lão này ha, chứ cái này còn nguyên ha. Rồi dưới này nè, đó, để bà bãi kéo tới cái lô nha anh em. Đó chứ máy còn ok hết nha. Rồi những cái đầu kìa, đầu hơi nhích nhẹ nha anh em, đúng không? Đầu hơi nhích nhẹ nha, đầu hơi nhích nhẹ nha anh em. Máy full chức năng nè, anh em để pin 12 nó tính chắc là nó nó tính chắc nó là 9.6 nha anh em. Đó, nó 2.300 vòng phút ha. Rồi, con này rất là nhỏ gọn ha anh em đem bóng tôn hơi sướng luôn á. Nó gọn nhỏ gọn. Thấy không? Xài rất sướng nha anh em. Đó, nói chung là máy full chức năng ha, em bán thân máy vỏ pin. Rồi em chỉ còn có thân máy. Rồi em chỉ có thân máy thôi anh em hết vỏ pin rồi. Rồi thì con này em bán là thân máy vỏ pin 350 nha anh em. Thân máy vỏ pin, đây, vỏ pin đây. Ô vỏ pin này để không được đâu. Em còn mấy cái vỏ pin này. Em bán vỏ thân máy vỏ pin của bao pin của 96 nha. Anh em muốn mua vỏ dài cái alo cho em ha, thì em bán đúng cái vỏ nó, anh em về đôn lên 12 con này xài ha. Rồi em 350 nha anh em. Con số 3 ha. 350. Anh em 350.000 nha anh em. Vỏ 96 nha anh em. Đó. Rồi, thân máy vỏ pin 96 350.000 ha. Máy còn full chức năng, máy còn ok, đầu hơi lít nhẹ xíu ha nè, đầu hơi nhích nhẹ ha. Rồi nó chỉ có gì thôi, máy còn ok hết, em để vệ sinh nhau vô nhấc nhau ở bò rồi ha. Rồi 350 nha anh em. Cái này còn pin em đã đóng cho anh ta là pin Samsung 25R nha. Rồi, cục pin này chút xíu em sẽ giao tại em để em test máy thôi ha. Rồi cục pin này thì em cũng có đóng pin này đây, pin này là vỏ mới nha anh em, tại nãy giờ ấy ha, vỏ này vỏ mới nè, vỏ 14.4 5 chấm nè, nhưng mà pin này là pin 4 chấm nha anh em. Thấy không? Bên này bên 4 chấm nha, có bóng đèn nha. Bên này nhận xả tơ nè. Đây thấy không? Thì bỏ cục này là 450 nha anh em. Cục pin vậy là 450. Anh em muốn lấy sạc á thì alo cho em ha. Muốn lấy sạc thì cứ alo cho em. Thì sạc nó là, thì bây giờ cục pin này là nó pin nó đầy nha anh em. Thì em chỉ ghim test cho anh em xem là này, cục pin này là pin pin Samsung 25R nhận sạc zin ha anh em. Đây. Pin Samsung 25R nhận sạc zin ha. À. Thì em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng ha. Pin này pin nhận sạc zin ha. Đây là cục sạc đang chớp ha anh em. Thì em sẽ ghim vô. Thấy không? Thì nó là sẽ đờn nha anh em. Pin này gần đầy rồi, em sẽ ghim test chút xíu cho anh em xem ha. Rồi. Thì em sẽ để luôn để trong thời gian đó rồi cho anh em chắc ăn ha. Thì em chỉ lấy vậy thôi, còn cục pin này là 550.000 nha anh em. Mấy pin này là có vỏ mạch sạc ha anh em, 550.000, em bảo hành cho anh em là 3 tháng. Cục pin này em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng, giá nó là 650.000 ha. Em sẽ ghi giá luôn chính thức ha. 650.000 em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng nhận sạc zin nha anh em. Đó. Số 4 ha. Số 4 nè, 650.000. Đó, pin Samsung 25R. Pin đúng này, pin này là đúng cái vỏ luôn nha anh em, 5 chấm luôn nha. Đó. Pin nó gắn vỏ luôn ha. Thì 5 chấm pin Samsung 25R bảo hành cho anh em là 3 tháng ha. Rồi, giá 650.000. Rồi em cho qua. Thì pin này là 450.000 ha. Nếu có sạc luôn 500 nha anh em. Pin này pin Lyse bảo hành 1 tháng ha.
thì em chúng bảo hành cho khách tháng nè, đó em dán tem bảo hành nè. Thì khi nào mà anh em đợi em xíu em lấy cái đèn pin ha. Đây em bảo hành ha nè, em thấy không đó, đó 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 nha, tem bảo hành của em ha, em chưa ghi ngày tháng nha. Em có dán tem bên trong, bên ngoài là chỉ là em dán tem để giới thiệu cái tem bảo hành của em thôi, với lại số điện thoại của em thôi. Anh em cần nhu cầu thì cứ alo cho em ha. Thì này là 450 đầy đó anh em, này đầy đó. Đó còn mà khi mà anh em á, không phải là cái đèn này đèn xanh đúng không, khi mà mình ghim vô nó nổi đèn đỏ bên đây, nhưng mà đèn đỏ không chớp nha anh em. Nếu đèn đỏ chớp là không nhận sạc ghim nha, nó không phải đèn đỏ là nó nhận sạc ghim đâu nha, nó không chớp mới được nha, còn nếu chớp là không có nhận nha. Đó, nếu nó chớp là nó không nhận nha anh em. Rồi đây nó đầy rồi anh em, sạc nữa chút xíu nó cũng báo nó hả nha. Rồi em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng nha, sạc ghim ha. Rồi cái cục này thì anh em bao anh em xài loại máy 14V luôn ha, anh xài anh em xài máy gì cũng được hết, xài thoải mái luôn, xả cao mà em không ngại, không ngại cái vụ mà anh xem xài xài loại máy 14V mà cỡ nào cỡ đi ha. Rồi 650 ngàn, rồi em cho qua ha. Rồi em sẽ hai cục pin này em có ấy ha, pin lithium cũng có mà pin nói chung là pin ấy cũng có ha. Pin này thì em đóng cho khách ha, pin Hitachi này là 550 ngàn ha, là có sạc luôn nha anh em, 550 ngàn có sạc luôn ha. Thì con này, con này em sẽ bán là thân máy nha anh em, thân máy, thân máy là em máy full chức năng đồ đàng hoàng nha anh em. Thì thân máy em sẽ bán là theo giá thân máy ha. Thì tại thường thường là anh em cũng có mua pin của RYOBI của em nhiều rồi, cho nó làm đời cao nha anh em, pin trượt nha. Đó thì là tôi chậm nha, tôi nhanh nè, có hai tua nè, không nhanh nè, không anh em nghe cốc cốc gì là chứ không phải nó bị bể nhông bởi gì đâu nha, không thắng nó tốt quá nè, cái thắng nó tốt quá nó mới vậy đó chứ, không rồi. Con này là phun chức năng chưa vệ sinh nha, khi em bán rồi nếu mà anh em cần alo cho em, em sẽ vệ sinh nha, máy còn nguyên bản nha nè, máy còn rất là đẹp nha. Đó, máy còn rất là đẹp nha, anh em thấy nó vậy chứ nếu mà rửa ra nó rất là đẹp nha, ốc ác luôn, em chưa vợ rửa vệ sinh nha, máy phun chức năng nó thiếu gì hết ha. Để em thử lên cái nữa, em quên cái vụ mà cấp chuột với lại tôi chậm lẹ cho anh em tự nhiên cái tháo ra. Rồi anh em chịu khó đợi em chút xíu nha. Rồi con này thì nó có 20 mấy cấp chuột ta, 25 hay 27 cấp chuột vậy nè, thấy không, 25-27 cấp chuột, cái đó tôi nhanh chậm nè, đầy đủ ha, đầu không cạn nha anh em, đầu cạn 13 ly ha, nhẹ nhàng ha. Sang nè, nó sẽ không dính nha anh em, nó sẽ không dính nha anh em, kìm bảo đảm hứa với anh em, kìm không dính nổi đâu, phỏng tay á, không phỏng, phỏng tay tại em nhấp thôi chứ nếu mà ấy là phỏng tay. Rồi thì con này em sẽ thân máy là em sẽ bán là 450 ngàn nha anh em, 450, máy còn đẹp thì anh em mua alo cho em gửi em vệ sinh ha, em vệ sinh trước rồi mới gửi ha. Thì con này là con số 1, con số 3, số 3 nè, con số 4 thì tới con số 5 ha, là con số 4 là đúng không, con số 5 nè, số 5 em sẽ bán là 450 ngàn nha anh em, thân máy nha anh em. Anh em là có rim RYOBI loại gió dày anh em mua về anh em xài ha, con này em bao anh em bao ngon luôn. Còn em chưa vệ sinh mà nó còn được vậy nữa, nếu mà vệ sinh ra là mới chát nhanh nè. 14.4 nha, RYOBI. Rồi, 450 nha, em cho qua ha. Thì em còn cây bó lết nè. Bó lết này thì chiều dài nó là 3.5 nha anh em. Chiều dài nó là 3.5 ha. Bề hả nó được 6 phân. Bề hả hết cỡ nó được 6 phân ha. Này của cái này của Mitsubishi nha anh em. Đúng không? Mitsubishi nha. Này có Nhật chuẩn đàng hoàng nha anh em, chứ không phải đồ tào lao nha anh em. Găng đồ chưa mòn nha anh em, thấy không? Anh coi có găng nè. Thấy không? Găng trên dưới đồ chưa mòn ha. Con này như là chưa sử dụng nha anh em. Nó tại vì để 17 nó cũ thôi. Thì em sẽ báo giá luôn là con này 200 ngàn ha anh em. Cái này là 200 ngàn con số 6 ha. Đây là cây mỏ lết găng ha, cây số 6 ha. 6 là 200 ngàn. 100k ha anh em.
Đó, 200k. Dài hơn găng tay em nha anh em, là 3 tấc rưỡi, nói chung là nó 3 tấc rưỡi đó. Thì hả họng, cái chiều hả nó được là 6 phân ha. Rồi. 200.000 ha anh em. Bao ngon cho anh em luôn. Đúng không? Là xo ở đây cũng vẫn còn luôn nha anh em. Ok hết nha. Đó. Rồi, 200.000. Em cho qua số 6 luôn ha. Thì cây cuối cùng của em á là cây cưa kiếm này nè. Cây cưa kiếm này của em là nó có 4 cấp ha. Đây là cấp ô tô ha anh em. Thì có 3 cấp nè. Đó không? Có 3 cấp ha. Thì này là cấp ô tô, tất nhiên là để tự động ha, anh em làm nặng thì nó sẽ thà, nó sẽ tự nhiên mạnh lên ha. Và anh em làm nhẹ nó sẽ yếu lại, nó để tiết kiệm pin ha anh em. Đây, máy còn ngon lành, ok hết toàn bộ nha anh em. Đây. Máy còn bao ngon cho anh, bao đại cho anh em luôn ha. Thì đây, ở đây thì nó có hai cái chứ, cái ấy ở đây là để nó chống rung ha anh em. Chống cho anh em đỡ tê tay á, khi mà anh em cưa đồ á thì nó chống cho anh em đỡ tê tay ha. Thì con này là nó có cái này là em để pin chưa đủ cho nên em chưa báo đèn nha anh em. Nó thật sự nó có báo đèn nha. Em chưa để pin chưa đủ. Tại cái pin nó có 14 à, pin nó 18 lần, nó xài pin 18 lần. Thì em bảo đảm cho anh em là bao full cho anh em ha, full chức năng không có thiếu gì hết trơn ha. Đó. Thì khi mà anh em lấy thì em sẽ tán cái này lại ha, tại em làm nó vụt à. Nó vụt cái này nè. Ở đây này có cái đồ chỉnh đây ha anh em. Đây là cái đồ mở lưỡi ha. Đây là đồ mở lưỡi ha. Còn ở đây là cái đồ chỉnh ga chi ga vô nè, thấy không? Mình ăn thua mình chỉnh, mình kèm á, mình kèm tới á. Ví dụ mà cái lưỡi mình dài quá thì mình chỉnh nó ngắn lại ha. Còn giờ lưỡi mình cục á thì mình để nó vô ha. Đó. Thì em bảo đảm cho anh em là bao ngon là không thiếu gì hết nha. Cái này thì nó hơi xúc ra nè. Thì em sẽ lấy lê quê sắt em tán vô lại ha. Đó. Lê quê sắt em tán vô lại cho anh em ha. Nó bị xúc một bên, còn một bên còn ha. Đó. Rồi. Thì con này là full chức năng, là giá của nó là đầu không gơ nha anh em. Đầu em đóng lại luôn nha, không gơ luôn nha. Đó, tại nó thân đầu này, cái đầu này cũng gơ hết rồi, nhưng mà em đóng lại thì sẽ không gơ luôn nha. Thì em bảo bao ngon cho anh em xài luôn ha. Còn nếu anh em đóng pin em bảo hành cho anh em một tháng mấy pin luôn ha. Mấy pin bảo hành cho anh em một tháng. Còn nếu anh em đóng pin Samsung em sẽ bảo hành cho em cục pin Samsung là 3 tháng ha. Cục pin này nếu anh em lấy thì em sẽ bảo hành máy với pin luôn một tháng. Pin này pin 14 mà không được. Nếu mà pin 18 nha anh em nha. Rồi. Thì em sẽ báo giá luôn ha. Con này là 1.700.000 nha anh em. Máy full. Máy full chức năng, máy còn rất đẹp, ok luôn ha. Giờ số 7 ha anh em. Số 7 là 1.700.000 nha anh em. Rồi. Số 7 là 1.700.000 nha anh em. Máy thân máy Hitachi không chổi thang cưa kiếm ha. Máy đời cao, cài công suất cao ha, công suất lớn ha anh em. Đó. Máy còn rất là đẹp nha. Đó anh em thấy không? Cho nên coi sơ cái nó ha. Đây, giá tiền cũng khá khá thì cho nên em sẽ giới thiệu kỹ xíu cho anh em ha. Để với công anh em hỏi tới hỏi lui em ấy ha, cho anh em coi kỹ giúp em cái nha. Rồi, thì hôm nay em có bao nhiêu đây thôi nha anh em. Thì anh em thương em cho em xin một like và lượt đăng ký nha anh em. Để em cảm ơn anh em rất nhiều nha. Thì video em kết thúc tại đây. Thì anh em nào có nhu cầu thì alo giúp em ha. Thì em có số đồ đó nè. Thì anh em cần liên hệ đóng pin hay là pin Lysen, pin loại mà Lysen hay là pin Samsung gì cũng có hết nha anh em. Thì anh em cần thì alo cho em. Thì anh em này chiều nay thì em sẽ giao những cái món đồ của anh em đặt ha. Thì giao hết cho anh em ha. Rồi. Rồi em chào anh em nha. Rồi em kết thúc video tại đây nha anh em.